Nhưng màn kết tội Hương Giang đem con bỏ chợ khi bỏ mặc Nhật Hà chịu cảnh váy xấu giày rách trên sân khấu Hoa hậu chuyển giới. Hương Giang bị lôi vào cuộc tranh cãi bởi cô chính là người khởi xướng, tổ chức cuộc thi The Tiffany Việt Nam 2018. Nhưng khi tìm ra Nhật Hà rồi lại không có sự hỗ trợ cần thiết. Ngày 6 tháng 3, bán kết Miss International Queen, Hoa hậu chuyển giới quốc tế chính thức diễn ra. Các thí sinh trải qua hai phần thi là trình diễn bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Được biết, số điểm bán kết sẽ quyết định phần lớn cơ hội đi sâu trong đêm chung kết của các thí sinh. Chính vì thế, việc đại diện Việt Nam Đỗ Nhật Hà bị mất điểm trong phần thi trang phục dạ hội đang gây ra tranh cãi lớn. Theo đó, nhiều khán giả trong nước không hiểu sao Nhật Hà lại chọn chiếc đầm rườm rà xến xẩm cho phần thi vô cùng quan trọng. Ngay sau buổi thi bán kết, có vô số bình luận ném đá người đẹp họ Đỗ trên mạng xã hội, chỉ trích khâu chuẩn bị cẩu thả của cô. Tuy nhiên, đằng sau chiếc đầm xấu xí của Nhật Hà là một câu chuyện gây xúc động mạnh. Theo đó, thấy Nhật Hà bị chỉ trích nặng nề trên mạng, chuyên gia make-up của người đẹp chuyển giới đã lên tiếng phân trần thông qua một diễn đàn. Anh tiết lộ Nhật Hà không có sự lựa chọn nào khác vì kinh phí hạn hẹp. Cô rất cố gắng mới có thể mượn được 3 chiếc đầm dài mang đi chinh chiến xứ người, trong đó chiếc đẹp nhất buộc phải giữ cho đêm chung kết. Nguyên văn lời giải bày từ chuyên gia trang điểm của Nhật Hà. Đôi lời muốn nói về váy dạ hội hôm nay, bản thân Hà và ekip đều biết và hiểu rõ bộ này không ổn, không sáng sân khấu. Nhưng Hà không có sự lựa chọn bởi vì kinh phí hạn hẹp, cô ấy cũng chỉ có thể mượn được 3 bộ váy dài. Bộ màu bạc đuôi cá khó đi bậc thang và cũng đã mặc vào buổi ra mắt chào khán giả. Bộ màu nu thì phải dễ dành chung kết mặc nên Hà không có sự lựa chọn. Chính vì biết bộ đồ không ổn, cộng với việc đôi giày nu trong buổi tập sáng, Hà bị ngã đứt quai không đi mua thay thế được nên Hà bị xuống tinh thần rất nhiều. Các bạn ngồi không, đòi hỏi người ta phải cái này, phải cái kia, vậy các bạn có bỏ được một đồng tài trợ cho Hà không? Ngoài lệ phí thi còn phải lo rất nhiều khoản khác. Riêng ekip đi theo đều là người trong cộng đồng LGBT, đi theo tự nguyện hỗ trợ. Ai chẳng muốn mình đẹp nhưng kinh phí hạn hẹp. Hà cũng chưa phải celeb nên khó mượn được đồ của nhà thiết kế nổi tiếng. Nếu có nhiều tiền thì cô ấy đã không phải vậy đâu. Nhật Hà gặp khó khăn về tài chính khi tham gia dự thi cuộc thi quốc tế. Đến chiếc giày rách tơi tả Hà cũng cố gắng dùng lại. Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều khán giả từ chỉ trích chuyển qua cảm thương người đẹp họ Đỗ. Thấy người đẹp chuyển giới không có nổi vài bộ đầm tử tế mang sang Thái Lan thi đấu, dân mạng lại quay ra trách cứ cuộc thi The Tiffany Việt Nam 2018 mà Nhật Hà đăng quang trước đó. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra cho ban tổ chức The Tiffany Việt Nam và các nhà tài trợ về trách nhiệm đối với người chiến thắng, ekip chương trình đâu, ekip tổ chức chương trình để tìm ra đại diện Việt Nam, tổ chức xong rồi bỏ chợ mà hỏi sao không tài trợ, hỗ trợ thí sinh đến nơi đến chốn, một khán giả xót xa. Thương cô gái ấy quá, nếu biết trước chuyện thì chúng ta có thể kêu gọi cùng nhau hỗ trợ một phần nào cho cô ấy, ý kiến khác cho ai. Đặc biệt, Hương Giang cũng bị lôi vào cuộc tranh cãi bởi cô chính là người khởi xướng và cầm trịch cuộc thi The Tiffany Việt Nam, tìm kiếm người kế vị mình bước ra đấu trường Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Đang thắc mắc không lẽ chị Giang không hỗ trợ được Hà trong khoản trang phục này sao? Chị có biết bao nhiêu đầm đẹp, bóc nhẹ một cái cũng được mà, một khán giả thắc mắc. Sao Giang không giúp Hà nhỉ, có vấn đề gì giữa họ vậy? Một người khác đặt nghi vấn. Trước vấn đề đó, người thì nghi Hương Giang đang làm nữ hoàng ở Việt Nam, giúp để bị tranh ngôi à. Kể lại cho rằng, mình nghĩ mỗi người có việc bận riêng, Giang không giúp được nhiều cho Hà cũng có lý do của Giang. Giang mặc đầm đi sự kiện cũng là của nhà thiết kế tài trợ, chứ không phải bỏ tiền ra mua đâu, mà bảo bốc đại một cái cho mượn, tài khoản khác nêu quan điểm. Hiện tại, Hương Giang đang có mặt tại Thái Lan với vai trò đương kim hoa hậu, đồng hành cùng các thí sinh chuyển giới quốc tế 2019. Cô và hậu duệ Nhật Hà chụp hình thân thiết trong hậu trường có thể thấy mối quan hệ giữa họ không có gì căng thẳng. Tuy nhiên, dân mạng vẫn so sánh hình ảnh của hai mỹ nhân tại cuộc thi năm nay. Trong khi Hương Giang luôn xuất hiện với những bộ cánh lồng lộn, thì Nhật Hà phải mặc váy cổ hoặc những bộ đồ kém tinh tế. Trước đó, Nhật Hà đăng quang The Tiffany Việt Nam 2018, cuộc thi do Hương Giang khởi xướng nhằm tìm người đẹp chuyển giới nối gót cô đi thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2019.